mừng chào đón quý vị đang đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Xin cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alabio, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường đã đồng hành cùng chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với những câu chuyện của mẹ chồng nàng dâu. Đi làm xe Honda về tới nhà quên tắt công tắc, tới sáng hết bình mà bị hai lần như vậy. Tối về cô dặn là nhớ khóa cửa, thì khóa cái cổng chính mà quên khóa cổng gara. Xin mời. Wow. Mẹ vợ con rể. Xin chào mẹ vợ và con rể. Dạ, chào cô, chào anh ạ. Xin chào cô, mời cô ngồi. Xin mời anh ngồi ạ. Xin mời cô giới thiệu về mình. Xin kính chào hai MC Quyền Linh và Lê Lộc. Dạ. Xin kính chào khán giả ở trường quay và khán giả đang xem đài truyền hình. Tôi tên là Đỗ Thị Thu Ba, năm nay 59 tuổi, nội trợ và ở quận 2. Đây là con rể của tôi. Chào anh Quyền Linh với lại Lê Lộc, với khán giả ở trường quay và khán giả đang xem đài. Thì mình tên là Nguyễn Tuấn Hải. Năm nay mình 36 tuổi. Mình đang làm công việc là giáo viên cho bé và phát triển chương trình thể chất cho người lớn luôn. Cái ngày đầu tiên mà cô thấy con rể mình xuất hiện á, cô có nhớ điều gì và ấn tượng chàng rể này không? Cô có một cái ấn tượng á, thì khi con gái cô dẫn rể về, nhưng thực tế là không có ra mắt mà chỉ tới nhà chơi thôi, thì cô ở trên lầu, cô nhìn xuống thì thấy anh chàng này nè, quàng một cái khăn quàng cổ. Cái thời điểm đó thì buổi chiều khoảng tầm 6-7 giờ. Cô ấn tượng nhất là lúc đó cô bị, ủa sao nam mà lại quấn khăn quàng cổ? Nhưng mà cái đó hình như nó là một cái phong trào của giới trẻ. Cái là thời tiết thì không lạnh, nhưng mà như quấn để cho nó đẹp hoặc là nhỏ như thế nào đó. Quấn thì cho đổ mồ hôi chơi á cô. Hai cháu quen nhau một thời gian á, thì cô nhớ hôm đó là mùng 6 Tết, thì Hải có nói là đưa ba mẹ qua là chúc Tết thôi. Mình cũng không ngờ thì khi ba mẹ Hải qua thì nói chung là bên gia đình Hải là chuẩn bị sẵn hết rồi. Qua sau khi chúc Tết xong xuôi là đặt vấn đề là xin cưới rồi đã có ngày luôn, đám hỏi ngày nào và đám cưới ngày nào luôn. Thì lúc đó thì cô cũng còn đi làm mà nhà thì cũng đơn chiếc, hai vợ chồng thì cô có một đứa con trai á, nó đang đi du học nước ngoài mà nhà đơn chiếc chỉ có con gái thôi á, thì nên cô mới nói với ông bà xui á, mình không dám nói là cái từ bắt rễ mà mình chỉ nói là anh chị xui là cho hai cháu nó chạy qua chạy lại. Cô thì ở quận 2, nhà Hải thì ở quận nhất thì cũng gần. Cô chỉ nói vậy á, thì anh xui mới nói như thế này nè, thì nếu anh xui mà có xem chương trình á thì em cũng xin lỗi nha, em kể lại câu chuyện á. Anh xui nói vậy nè, cô ba đừng có sợ, tôi đây nè, tôi cũng làm rể á, mà hàng xóm á tưởng tôi là con trai đó. Cho nên khi mà anh xui nói vậy thì tự nhiên mình thấy mở lòng, mình thấy rất 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 là thoải mái. Cho nên á thì sau khi cưới xong á thì Hải về ở rể luôn. Tính đến đây là bao nhiêu năm rồi anh hả? Chắc được 7 năm. Wow. Anh còn nhớ cái lần đầu tiên khi mà anh gặp mẹ vợ không? Anh gặp mẹ vợ anh ấn tượng không giống như cái lần mẹ vợ ấn tượng với anh. Tại vì cái lần đầu tiên anh gặp mẹ vợ anh đó là khi anh với vợ anh mới quen nhau á. Dạ. Thì khi mà lúc đó thì em của vợ anh về, thì sẵn chuyện là đợt đó đi ăn kem, thì gặp ấn tượng đầu tiên của mẹ vợ thấy rất là trẻ, thì anh cứ suy nghĩ là chắc cô có còn sớm nên chắc là cái tư tưởng cũng thoải mái hơn so với mẹ của anh. Dạ. Thì đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là anh thấy cô nói chuyện rất là thoải mái với anh và mình cảm giác như là mình thân thuộc với cô hơn. Còn cái ấn tượng của mẹ anh là cái chiếc khăn quàng. Dạ. anh giờ anh nhớ là cái vụ khăn quàng nó cũng ghê quá, nhưng mà cái đó là cái style của anh hả anh? Không, lúc đó theo mùa em, tại vì cơ bản đó là vợ anh lúc đầu cũng bất ngờ với khăn quàng anh. Lúc đầu là anh tới đó vợ anh chắc không muốn đi chơi với anh luôn nữa. Nhưng quan trọng là khăn quàng màu gì. Có nhiều người đeo khăn quàng màu hồng. Dạ, nếu mà em đeo khăn quàng màu hồng chắc giờ này chứ không ngồi ở đây đâu. Màu vàng vàng, màu vàng vàng. Dạ, vàng vàng. Tưởng đâu khăn quàng màu hồng. Dạ, màu vàng vàng. Nhưng mà khi mà về làm rể đó cô, thì cô thấy con rể này có phục vụ gia đình tốt, rồi có chia sẻ, rồi có quan tâm gia đình tốt hay không? Nói chung á, con rể thì cũng rất là ok. Thì khi mà về làm rể á, thì cô cũng có đầu tư. Cô cho tiền đi học một khóa lái xe. À. Nhà thì cũng có xe nhưng mà không có tài xế. Cho nên là sau khi học khóa lái xe rồi thì mỗi lần mà mẹ đi đâu thì sẵn sàng phục vụ. À. Đó. Nhưng mà bên cạnh đó thì con rể lại cũng có một cái số cái tật xấu. Thứ nhất cô kể đó,
là hay quên. Chẳng hạn như là ra khỏi phòng không tắt đèn, không tắt quạt, đi làm xe Honda về, về tới nhà quên tắt công tắc, tới sáng hết bình. Trời mà bị hai lần như vậy. Tối về cô dặn là nhớ khóa cửa, thì khóa cái cổng chính mà quên khóa cổng gara. Cái thứ hai nữa đó là không có được ngăn nắp lắm, rất là bừa bộn, mà tánh cô với con gái cô thì rất là ngăn nắp. Thứ ba nữa đó là khi mà cô giao một cái việc gì á, hay hẹn cũng dạ nhưng mà lại quên. Cái hạn như Tết á, cả nhà đi chụp hình Tết, đưa ảnh cái biên lai để đi lấy hình, quên đi là mất cái biên lai, tới thì đâu có ai cho nhận hình. Chết. Phải đợi một tháng sau tới ngồi lựa nguyên cái đống hình của chỗ đó mới lấy hình gia đình người ta mới cho nhận. Nhưng mà được một cái á là những cái vậy đó, khi mà cô la đó là cười xòa không để bụng. Nhưng mà anh ở với mẹ thì anh thấy mình với mẹ hợp nhau điểm gì không? Về cơ bản thì anh với cả nhà vợ anh luôn chứ không phải là với mẹ anh không. Dạ. Thì có rất là nhiều điểm hợp với nhau. Anh thì cái tính của mẹ nói cũng y chang vậy, anh mau quên. Nhưng mà được cái là anh không có để bụng, có là mẹ nói đúng để không để bụng, nghĩa là mẹ nói là anh cũng mau quên luôn. Cho nên mẹ la là cũng quên luôn. À, la quên. Nhưng mà có sửa, cái sửa. Bà quên luôn thì sửa. Không vậy. Như thế con người nó mới thoải mái. Dạ. Kể chung chứ nếu mình nhớ dài cũng mệt lắm. Hai mẹ con cảm giác mình hợp nhau điều gì nhất cô? Cái hợp đầu tiên có lẽ là tuổi thôi. Tại vì cô là tuổi Tý, Hải cũng tuổi Tý, coi như ẩn tuổi cô mà cách cô là hai con giáp. Hai con giáp. Vợ Hải là tuổi mèo. Mèo và chuột. Trời ơi. Ông xã cô là tụi con chó, ở nhà cô là mèo chó chuột, nhưng mà thực tế là rất là hòa thuận. Kệ nó mèo chó chuột gì cũng vui là chính thôi. Nhưng mà vấn đề là Hải thấy điều gì mà mình cảm giác là chưa hợp với mẹ vậy? Dạ thật sự ra thì tính của mẹ thì là thích rất là ngăn nắp, mọi chuyện mẹ phải ngăn nắp, đó là cái tính rồi. Bản thân vợ em cũng ngăn nắp như mẹ luôn. Thì mình có thể nói vui là khi mà nhà em tắt đèn là em muốn lấy gì là mẹ nhớ hết vị trí sơ đồ nằm đâu luôn. Thì cái của em là em không có sơ đồ giỏi nên nhiều khi em hơi bừa bộn. Nhưng mà thật sự ra có một cái mà sẽ phù hợp với mẹ, đó là mẹ với em thời điểm đầu mà chưa có bé thì thích ăn hàng. Không hiểu tại sao em chở mẹ em đi ăn hàng nhiều hơn em chở vợ em đi ăn hàng nữa. Nhất là ăn ốc. Mẹ hỏi hôm nay đi ăn ốc thì cứ xách xe đi thôi. Vậy là chắc ở nhà mình hai mẹ con mình hợp khẩu vị ăn uống lắm phải không cô? Về khẩu vị ăn uống thì cũng hợp một vài thứ trong thực tế. Tại vì Hải là giáo viên về thể chất. Dạ. Cho nên là có một cái chế độ ăn là cũng phải ăn riêng. À. Ít ăn tinh bột, phải ăn rau, ăn cá là nhiều. Dạ. Trước đây thì cô làm hết. Dạ. Cô làm mọi thứ, chuẩn bị món cho các con. Nhưng thực tế là buổi chiều thì giờ giấc các con làm về khác nhau, nên cô có chuẩn bị từng mâm thì cứ đứa nào về thì tự hâm lại ăn. Riêng thứ bảy chủ nhật á thì cô sẽ nấu bữa cơm gia đình cho cả nhà. Ở nhà cô có một cái bảng ở sau bếp á. Tính cô thì cũng hay quên. Cô sẽ ghi là ngày hôm nay ăn cái gì ở trên cái bảng đó để cô nhớ. Rồi chiều cô sẽ để sắp từng mâm. Rồi cô dán miếng giấy trên cái lồng bàn đó là của ai. Trời rồi ơi. Xong thì sau khi dọn dẹp xong thì cô nghỉ, thì tụi nó về thì cứ nhìn vào mâm và tự vô mà cô quay hâm. Anh ơi em thấy cái điều này thú vị lắm anh. Anh cũng chia sẻ cho em đó, cứ là có thể ăn như là nghĩa là may mắn. Dạ. Thì em có thể có tưởng tượng một ngôi nhà mà có 8 người ăn á, thì mỗi ngày buổi sáng á, mẹ sẽ hỏi là mọi người ăn cái gì, giống như mẹ lên menu thực đơn á. Rồi sau đó buổi chiều là về, em có nghĩ là 8 cái mâm cơm nhỏ với 8 cái món nó khác nhau cho gia đình. Cho đảm đang một tràng cái tay nữa quý vị. Nhưng mà nếu mà nói về anh rể của mình đi thì có điểm gì ở anh mà cô chưa hài lòng cho đến ngày hôm nay không? Thì có một cái điểm thì cũng không lớn lắm, năm là trong cái cách dạy con á. Cô có hai đứa cháu ngoại, hai thằng con trai hết. Một đứa 6 tuổi, một đứa 3 tuổi. Thì trong cái phương pháp dạy con á, Hải là hơi cứng rắn, là hay đánh đòn. Nhưng mà thực tế á, Hải là người chăm con rất là giỏi. Riêng cái khoản dạy á, thì nhiều khi á, nam á, thì hay nóng, thì lại đánh. Thì có một lần á, lúc đó cháu lớn khoảng 3 tuổi mấy á, cô tắm á, thì cô thấy ở dưới mông á, có 3-4 lần luôn, mà lần sau thì với cái lần đó cô nghĩ là cái lực đánh nó phải rất là mạnh, thì cô rất là buồn. Cô nói là với một đứa bé 3 tuổi như vậy đánh nó chưa phải là một cái phương pháp dạy tốt. Người ta nói là phương pháp là dạy con không đòn roi mà. Đó thì cô không đồng ý cái quan điểm cái mà dạy, đồng ý nữa. Dạy con như vậy. Bởi vì đến bây giờ đó chúng ta phải giáo dục con bằng ý thức. Em sẽ chia sẻ chút xíu đi, tại vì em cũng không phải bị mẹ, vì cái mẹ sẽ nói những cái vấn đề đó đã có thật. Thì với anh và vợ anh á, anh sẽ thống nhất với nhau là sẽ có một người các con phải sợ, đúng nghĩa sợ, và một người sẽ nói chuyện với các con. Thì cái phương án sợ cuối cùng anh sẽ là người ôm phương án đó, mặc dù từ nhỏ lớn anh sẽ là người chăm các bé.
bé bị gì anh sẽ biết hết, và bé phát triển gì anh là người mà sẽ định hướng cho bé phát triển. Nhưng mà anh phải đóng vai cái người là để bé sợ. Thì dạ, ác hả? Dạ vâng, đúng về ác. Thì gia đình của em có hai nguyên tắc là em sẽ không bao giờ chấp nhận con em nó vi phạm. Thứ nhất là hổn, cái thứ hai là không biết tôn trọng cái người lớn tuổi hơn mình. Cái việc đầu tiên em đánh, em nóng giận là có, nhưng mà cái nguyên tắc đánh của tụi em đó là cho bé nằm xuống, nói lỗi của bé và quýnh thật đau để bé nhớ. Không có quýnh lộn xộn, nóng giận, tát. Ok, ở đây không có vấn đề đó. Thì em có thể chia sẻ với các phụ huynh của mình như thế này. Em học về thể thao, với cái khu vực mà ở mông á, dây thần kinh nó cũng rất là nhiều, nhưng mà nó sẽ không ảnh hưởng gì đến các bộ phận hoặc các khiếm khuyết cơ thể nếu mình quá nóng giận. Một số người tán con hoặc là đánh đại, đánh bừa, thì đó em không đồng ý. Nhưng mà khi em bắt nằm xuống đánh, bé sẽ nhớ rất lâu, vì cái, thật sự là cái mông em thần kinh nó rất là nhiều, mà tác dụng nhiều nó sẽ rất là nhớ, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì hết. Thì đó là nguyên tắc của em, là em thể đếm là bé lớn em quýnh 2 lần, và bé nhỏ hiện tại bây giờ là 3 tuổi em quýnh 1 lần. Có nghĩa là anh đánh nhưng anh vẫn nhớ số lần anh đánh và lý do tại sao anh đánh. Còn ngoài ra thì anh vẫn phải tôn trọng sự quyết định của bé. Anh vẫn hỏi là con muốn cái gì và tại sao con làm như vậy. Đó là hai câu hỏi đầu tiên. Nhưng mà với nguyên tắc hổm là đánh, không nói nhiều. Nói chung là mỗi người sẽ có cách dạy con, nhưng mà chúng ta không khuyến khích là đánh con. Dạ. Cho dù đánh ở đâu chúng ta cũng không nên khuyến khích. Hồi xưa thì ông bà ta hay đè xuống lấy cái cây rau mây đó, đánh vô mông sao cho nó ấy. Không, Quyền Linh có tin rằng là nhà cô có 2 cây roi mây. Mà 2 cây roi mây đó, đó là từ thời mấy chục năm về trước mà cô với chú dùng để dạy 2 đứa con. Truyền thống đó. Cô để cho tới bây giờ, và 2 cái roi mây đó đó là sử dụng là bây giờ là để phòng Hải 1 cây mà để phòng cô 1 cây. Nhưng thực tế á, cô thì cô chưa bao giờ, có nhiều khi nó cầm là dọa thôi. Nhưng thực tế là cô hồi đó giờ từ nhỏ lớn cô chưa đánh. Nhưng mà để cái đó dễ dằn mặt hai vợ chồng nó. Tụi bay cãi nhau là nhìn roi mây nha. Có khi nào hai chồng cãi nhau mình dùng roi mây mình dọa chưa? Không, nó đóng cửa nó cãi. Cô không quan tâm chuyện đó. Tự xử, hai vợ chồng tự xử. Thật sự để ở rể rất là khó. Có những chàng trai mà tự ái á, không ở rể được đâu. Ở rể chúng ta phải thật sự thương cha mẹ vợ, thật sự hiểu được cha mẹ vợ thì chúng ta mới ở được. Bây giờ để xem coi vợ em nói điều gì nha. Tính tình của mẹ và chồng thì thực sự là rất là khác biệt. Mẹ thì rất là ngăn nắp, làm việc thì lúc nào cũng có kế hoạch. Còn chồng thì thật sự là rất là hay quên. Và nhiều khi là mẹ nhắc hoài mà vẫn là không bao giờ nhớ cả. Nên thật sự là mình là người đứng giữa thì cũng cố gắng là dung hòa mẹ và chồng. Qua chương trình này thì có rất là cảm ơn mẹ là trong biết là những gì mà mẹ nhắc nhở cả chồng và cả con thì thực sự là đều muốn tốt cho cả hai vợ chồng cũng như là cho các cháu. Còn nhắn gửi với chồng thì thực sự là có gì là cũng đã ngày nào cũng nói đi nói lại hết trơn rồi, thì là cũng mong anh là mình chú ý hơn chút xíu. Nếu mà mình không có nhớ thì mình để nhắc nhở trong điện thoại, rồi ngăn nắp hơn nữa để mình cũng làm gương cho hai con ở nhà. Dạ em nói đúng không? Dạ dạ em à. Nói chung là ở chàng rể này không có gì gọi là sai sót lớn đâu, chỉ có hay quên thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì cô có điều gì mong muốn anh thay đổi không? Thì trước mắt á, thì qua chương trình này á, thì nói chung là mẹ cũng kể hết các tật xấu của con rồi. Giống như vợ con cũng đã nói, chia sẻ thì mẹ chỉ nhắc á, là cái vấn đề là hay quên. Và thứ hai á, là ngăn nắp trở lại. Và thứ ba á, chẳng hạn như mẹ kêu làm cái gì á, thì việc gì làm được hôm nay chớ nên để đến ngày mai mới làm. Cô cũng muốn chia sẻ với những cái chàng trai mà sau này mà nếu mà cưới vợ đó, có làm rể đó, thì mình sống thật tâm với mẹ, ba mẹ vợ, thì những cái tình cảm của ba mẹ vợ cũng sẽ dành y như là con trai. Hay quá. Em cũng muốn nói điều gì với mẹ? Cái lời đầu tiên em muốn nói thật sự là em cảm ơn chương trình đã cho em một cái cầu nối, thực sự là cầu nối giữa em với mẹ vợ em. Vì nhiều khi công việc bận rộn, cái guồng nó quay á, thì mình sẽ khó thời gian mình gặp. Nhưng mà mẹ luôn luôn âm thầm, mẹ chăm sóc gia đình.
thì đó rất là khó. Con cảm ơn mẹ, thực sự ra là nếu như ba mẹ không có hỗ trợ và không phải là một cái điểm tựa rất vững chắc để tụi con có thể bước ra ngoài, tụi con làm việc, tụi con cống hiến cho xã hội và tụi con an tâm rằng gia đình mình ở phía sau hậu thuẫn của ba mẹ, tụi con an tâm nhiều hơn. Con cảm ơn ba mẹ rất là nhiều. Em cảm ơn người. Rồi, cảm ơn cô với em tham gia chương trình. Một kỷ niệm của chương trình gửi tặng gia đình. Cảm ơn cô và em đã tham gia chương trình. Dạ, cảm ơn. Dạ, chương trình cũng còn phần quà để tặng cho cô. Đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alabio, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Sản phẩm được nhập khẩu từ Nhật Bản. Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Và phần quà dành tặng cho cả nhà mình đó là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Dạ, cảm ơn cô bạn đã đến với chương trình này. Dạ, cảm ơn chương trình rất nhiều. Dạ, cảm ơn cô ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện thứ hai, xin mời. Lần đầu tiên trong tháng 11 này, chương trình truyền hình nổi tiếng tại Việt Nam Mẹ Chồng Nàng Dâu chính thức khởi động ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Đừng ngần ngại, hãy liên lạc ngay với chúng tôi thông qua trang fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu. Tưởng là chắc không bầu được, không biết bầu rồi ôm bầu sao con. Má nó vui vậy thôi mà trong lòng nó em sốc. Em kêu chứ trời ơi, trong lẽ giờ sao? Mới cưới dâu để được có 10 ngày má nó vậy thì không biết nói mà sao. Quyết tâm có bầu. Tức chuyện ha. Ờ, tức quyết tâm có bầu đi. Hạ nó có bầu. Chào cô. Chào gái. Chào cô. Mời cô ngồi. Mời cô giới thiệu về mình. Chào MC Quyền Linh với là Lê Lầu. Tôi là người ở quê quán ở Phú Yên, nhưng mà hiện nhà thì ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Miền Trung ha. Miền Trung. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? Nay 60 tuổi. Trời ơi, 60 tuổi nhìn cũng còn đẹp lắm á. Tức là cô từ Khánh Hòa vào đây đó hả? Từ Khánh Hòa vào đây. Dạ, cô hay theo dõi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu không? Thích lắm. Lúc nào thế là rảnh là bật điện thoại lên là coi à. Dâu á, dâu thấy nói ô vậy là mẹ thích rồi. Nhưng mà cái chương trình này là cô đăng ký hay là chị đăng ký? Dạ em đăng ký. Dâu đăng ký á. Dâu nói là thấy mẹ thích là sao á, thấy mẹ cứ coi hoài, coi cái chương trình đó hoài coi thôi. Bực. Coi hoài bực. Coi hoài bực. Coi hoài bực quá, đăng ký bỏ ghét. Trời ơi. Rồi bây giờ dâu giới thiệu luôn nè. Con chào chú Quỳnh Linh, chào chị Lê Lộc. Em tên Trịnh Thị Thu Hiền. Em nay 24 tuổi, em làm nghề trang điểm cô dâu á. Em có một studio riêng. Lê làm dâu được mấy năm rồi? Con làm dâu được 1 năm 4 tháng mà. 1 năm 4 tháng mấy ngày lẻ lẻ? Không có ngày lẻ. Chẳng luôn đó hả? Chẳng luôn. Coi như năm 4 đó. Con bé chưa? Dạ có rồi, em bé được 3 tháng rưỡi ạ. À, bé trai hay bé gái nè? Bé trai ạ. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu này thì cô thấy như sao? Thằng con trai nó dắt về mà nó không có nói. Về nó, ủa sao con lớn rồi mà sao con chơi bạn gì mà có chút xíu xíu rồi con. Hồi nó có mất cái 35-36 ký thôi à. Chỗ này nó để nó lên ký á. Con cô mấy tuổi? Con cô là hiện giờ nó 31 tuổi. 31, tôi lớn hơn con này 7 tuổi. 7 tuổi, dạ. Mình cũng nghi nghi rồi. Xong rồi nói ồ nó nhỏ cỡ nó chứ đánh lộn đánh lẹo để mà phải cần to má. Nó dối dắn thì nó làm ra tiền thôi chứ đâu có gánh vác như hồi như xưa đâu, mà phải cần kiếm cho to cho bự. Con thích nhỏ à, nhỏ mà nó đẹp. Mà thiệt nó đẹp đẹp y như con búp bê, cứ kêu con chim cảnh không à. Mà nói chứ duyên nợ tụi con má cũng không nói gì hết á, nhưng mà thấy nó nhỏ nó bé quá giờ nó sinh nữa làm sao con. À dễ thương đẹp lắm luôn á. Mình còn nhớ cái kỷ niệm hay là cái ấn tượng khi mà lần đầu tiên gặp mẹ chồng không? Dạ lần đầu tiên em gặp mẹ chồng em á là lúc đó là mẹ đang ở lại chăm con của chị gái của chồng. Thì anh chồng em anh dẫn em qua đi chơi, cái thời điểm đó là em lên trên này để em vừa học và vừa làm nghề trang điểm đó. Cách đây 4 năm rồi. Thì lúc cái thời điểm em chưa có nhà, chưa có chỗ ở, anh mới dẫn em về để ở với nhà của chị luôn. Hồi đấy em cũng nghĩ em vô tư lắm, đâu có nghĩ là mình sẽ lấy anh đâu. Kêu là bây giờ thôi về thì về ở đi, có chỗ ở mà, mình về đi. Mà về thấy cái cách sống của má, nó gặp má không nghĩ là mẹ chồng, không nghĩ là chị gái. Thì lúc em đẹp lắm, đẹp mà nhìn trẻ lắm, mình không nghĩ là con lớn tới như vậy đâu. Bây giờ mình ở chung luôn hả? Dạ đúng rồi, ở chưa cưới nhau ở chung luôn. Không, ở chung với chị gái của chồng. À. Là có cả mẹ chồng em luôn, lỡ ở chung luôn. Với mẹ chồng luôn. Dạ đúng rồi, là chưa cưới chứ gì hết. Rồi tính tình cũng nhớ từ lúc mà quen nhau, từ lúc ở chung với mẹ chồng bao lâu thì hai đứa cưới nhau? Dạ 4 năm rưỡi ạ.
ở chung không, em không năm. Ở chung có nghĩa là ở chung cái thời điểm đó chị, em chỉ ở chung có tầm 2-3 tuần thôi, là em kiếm được phòng trọ rồi em đi ra giống phòng trọ mà. Giống như là mình ở chơi vậy đó. Mình ở chơi vậy thôi. Nhưng từ cái thời điểm mà bắt đầu quen cho tới lúc cưới là 4 năm rưỡi. 4 năm rưỡi luôn. Ồ, lâu. Vậy là quen từ lúc 17 tuổi. Dạ. Trời đất ơi. Tự nhiên. Mối tình đầu của tôi. Dạ cũng không có mối tình đầu đâu. Tự nhiên vậy em. Chắc yêu từ lúc 12 tuổi. Sau khi nó về làm dâu á, có khác với lúc mà nó ở chung nhà trong lúc mà chưa làm dâu không? Ồ, nói chứ mình làm dâu cho nó không làm dâu cho mình. Con mà nó ôm cũng è ạch, nó tắm cũng mình tắm luôn. Ngó yếu ớt quá, con tắm nó rớt cháu, té cháu. Trời ơi, cho mẹ nhưng mà tắm cô có chỉ dạy lại không cô? Chỉ nó có làm được đâu. Thường con gái em đi, em chỉ có 35kg thôi. Hôm em lấy chồng lên được 36kg. Em cưới được 1.5 tháng là giờ em đi hàng tuần trăng mật về nhà. Má nói em là cái này chắc không bầu được rồi. Tướng này chắc không bầu được. Không biết bầu, ôm bầu sao con. Má nói vui vậy thôi mà trong lòng em sốc. Em kêu chứ trời ơi, trông lẽ giờ sao mới cưới dâu để được có 10 ngày. Má nói vậy kiểu không biết nói với mà sao. Quyết tâm có bầu. Tức chịu ha. Tức quyết tâm có bầu liền. Hạ nó có bầu. Em bị đa nang, bác sĩ nói em là rất khó có em bé. Thời điểm đó em làm là xô em nhiều, em đi đêm không à. Người đi sáng em đi sớm rồi đêm em mới về. Thời gian không ăn uống này kia mà lúc có bầu á, em không tin là em có bầu. Em bay qua con lươn em mua cái que thử thai em về em thử 4 cái que thử thai. Ngày hôm sau em thử thêm 4 cái nữa, em chắc chắn là em có bầu. Em nói với anh chồng á là anh, em có em bé rồi. Anh kêu dễ gì, để khám chắc chắn đã rồi em hẳn nói với má với mẹ với mọi người là em có bầu. Tối đi khám thì bác sĩ khám nói em là bị tràn dịch ổ bụng, em bé khó có thể vô tử cung được, có nghĩa là có thể xảy bất cứ lúc nào đó. Tức là có thai ngoài tử cung á? Có thể là có thai ngoài tử cung thì không vào được. Em bé nó chỉ có ở ngoài thôi, nó không có vô được. Em càng sợ hơn tại vì em lỡ nó nói với má rồi. Em điện thoại mà em cơm má con có con bé rồi. Má sắp lên bà nội rồi. Cái má em khóc luôn. Thai được 5 tuần, vừa vào tử cung thì em bị động. Trời ơi. Bị động thai, nằm viện một tuần, má xuống má chăm. Thì không dám cho má chăm, tại hồi đấy em mới làm dâu mà. 3 tháng đầu tiên em lên 10kg. Là mình ăn nhiều đúng không? Đúng rồi, em bị nghén ăn. Có nghĩa là em ăn bất chấp đêm 2 tiếng, cứ tầm 2 tiếng em dậy em ăn một lần. Trời ơi. Đêm á, một mình em là hết 3 lốc sữa. Khi mà mẹ chồng nghe tiếng khóc chào đời của cháu nội rồi đó, thì cảm giác thế nào? Mừng ơn lắm, cô là người chạy đầu tiên vô ôm cháu á. Lúc đó là thấy con người nó sao cô? Thấy sao mà nó nhẹ nhõm, thấy như là chân mình đi không đụng đất vậy á. Mừng nó nổi. Mà hồi lo sao mà sợ, nghĩ nó nhỏ quá, nghĩ nó có bầu nó mang làm sao đây. Rồi nó đẻ làm sao đúng không? Rồi nó đẻ làm sao đây. Cái thằng con trai nó nói chứ thôi má đừng lo, sinh vôi sinh có bác sĩ đẻ cho nó có đẻ đâu mà má sợ nhỏ đẻ không được. Xong rồi con là mấy ký? 3 ký mốt. 3 ký mốt luôn hả? Rồi giờ chăm sóc con cháu là cô chăm sóc hết? Chăm hết, có mẹ đẻ nhưng mà không có cho mẹ đẻ chăm. Con thích mẹ chăm à, đòi hỏi là chiều hết. Hồi cuối cùng thì nó cũng đẻ. Cuối cùng đẻ. Vậy là vui rồi. Tất cả mọi câu chuyện từ nãy giờ nó chung nó cũng rất là căng thẳng. Rồi về làm dâu rồi có nấu nướng gì cho mẹ chồng không? Dạ không. Nấu rồi. Mẹ chồng nghe, nấu hết. Nghe thì cưới xong rồi á là nó đi tuần trăng mật, rồi về ghé nhà Cam Ranh thì con nó ghé về lâu lâu nó về mừng thứ một. Mình lại đi chợ lo nấu ăn, chứ nó ngủ 9-10 giờ nó mới dậy. Dậy rồi ăn xong rồi nó dắt nhau nó đi tới bán nó uống cà phê. Thì trưa đúng giờ nó ăn xong rồi gọi con về ăn cơm cho đúng giờ rồi ở nhà chờ. Vậy là về ăn cơm xong rồi ngủ 3 giờ dậy cứ vậy. Rồi tối ngày nó đi vô là đi vô. Trời, làm dâu cực quá ha. Rồi giờ vô trong đây cũng vậy. Giờ như nấu chăm cháu cho chăm con luôn. Là bây giờ cô vào đây ở luôn với chị rồi hả? Trời quá sung sướng rồi. Đúng rồi, coi như có mẹ chồng lo hết rồi. Cô thấy mình hợp với con dâu điều gì? Nó nấu ăn cũng giống khẩu vị của cô lắm. Tại con dâu trang điểm cô dâu mà, bây giờ trang điểm cho mẹ chồng không? Có, trang điểm sửa sang mẹ. Hôm nay mẹ lên đây đây. Trời ơi, đẹp quá, hàng chi thấy trẻ đi sao luôn. Rồi nhưng mà hai mẹ con mình khá thân thiết nè, khá hiểu nhau nè, cũng có nhiều tình cảm. Rồi có bao giờ hai mẹ con mình mâu thuẫn chưa? Chắc là có, bà thì quá cưng cháu. Mỗi lần cháu kết tiếng khóc là y như xé lòng bà vậy. Kiên cữ của em, tại vì trong tháng con em rất là khó, mới ngủ võng mà. Nếu em sinh mổ thì đâu có thể nằm võng được bé, thì bắt đầu bà phải nằm. Thì bé bệnh hơi bà hơn bệnh hơn em. Có nghĩa là bé đang khóc thì bà bế là bé sẽ nín. Thì em vỗ mãi không biết bé có nín hay không. Bà là muốn vừa là bà nội, vừa là mẹ luôn đó. Nó chỉ cho bú thôi à. Mà cũng không bú được yên nữa, tại vì em không có đầu ti. Bé không bú được. Cái tháng đầu tiên bé không bú được, bé cấu bé xé em, coi như bé làm em không theo em luôn. Nên bà cho bú được chắc bà cho bú luôn. Rồi. Hỏi mình lên sao? Tối nó nằm trong phòng, mình nằm ở ngồi đây. Con nó cho bú rồi nó dỗ không được ra, cứ nó ôm nó đứng bên đây. Đỡ nội ngủ con, đỡ nội ngủ. Mà nó đứng ngay mình luôn mà cứ đỡ nội ngủ.
Con đừng có ngoại đỡ nội ngoại. Tao nhắc khéo cho nội dậy á. Con nội đang ngủ được, con khóc nữa nội ngủ được con ơi. Bài này quen quá rồi. Xem nó thôi thôi, đưa đây cho má đi. Đi vô ngủ. Vậy là lu vô đóng cửa ngủ. Có điều gì mà em không hợp với mẹ chồng của em? Nếu mà không hợp thì chắc là em nghĩ chắc là không có. Em rất là thương chị gái chồng. Em coi chị gái chồng em như là chị của em. Là tất cả mọi chuyện, từ cái chuyện mà em có bầu, mọi thứ, tất cả mọi thứ, cái chuyện quen của hai vợ chồng em sao, hai vợ chồng gái nhau em đều nhắn tin cho chị chồng biết hết. Nhưng mà tới lúc mà em bầu, em sinh, má có lấy em ra so sánh với chị chồng là mình thấy cảm giác thấy mình tủi thân. Em nói với anh chồng em là em không thích má so sánh em như vậy. Chắc là anh chồng em có nói với má. Từ đầu đến là má sẽ không nhắc được tới nữa. Có bao giờ buồn con dâu mà cô phải khóc chưa? Cứ buồn chứ, buồn mà nuốt nước mắt vô trong lòng. Nó thấy chăm sóc con chị ấy, chị chồng nó kỹ. Má gì mà mua than, má mua cho con một bao than đi. Rồi má chuẩn bị lấy xong rồi nghe. Chừng má hơi cho con cho đẹp chứ, tự con có bao da xấu quá, xấu giờ má làm sao cho con đẹp. Nó thôi được rồi, con chừng con cố gắng nghe. Vậy mà chừng cứ bỏ than vậy, hơi con hơi cho anh đẹp. Từ từ ấy má. Nó từ từ bằng đều nó nằm ngửa, đâu nó nằm nghiêng, đâu nó nằm úp mặt. Coi như than tàn luôn. Nấu nước ra cho nó xong cũng vậy. Được mấy bữa đầu, mấy bữa sau cái má từ từ cũng cho chéo bú, chéo hết bú rồi cái cũng ngủ luôn, cái nước nguội luôn. Mà sao hồi đầu con nói thì hồi ngon cho nên má mới chuẩn bị vậy chứ không chắc má cũng không chuẩn bị vậy đâu. Buồn lắm, buồn là con nó không theo ý mình được. Nhưng mà tất cả cũng vì con cháu, thương con nên mình cũng nhịn cho nó qua đúng không? Nuốt nước mắt vào trong hả? Thấy không, tội nghiệp có những bà mẹ chồng như thế đó. Nói tới mẹ đây một câu chuyện cũng có rất là nhiều cái tình tiết mà nếu không chịu đựng được mà vì một cá nhân cá tính nào đó chắc có thể mình ngã ngang rồi ngay từ lúc cưới. Nếu mà gặp bà mẹ chồng nào thôi kệ, cưới không hỏi bỏ gì luôn, bỏ luôn. Yeah. Thậm chí thấy con này đẻ khó vậy thôi mẹ, tao chăm không được thôi, mày muốn trai chăm mày chăm đi. Thì bỏ cái má luôn rất đó. Là thương em, rất là thương. Như đây là bà mẹ chồng rất là thương con dâu luôn. Mà... giờ nói sẵn có dâu này, cái đây là má bí mật, má không nói mà tới bữa nay má nói luôn á. Bỏ than rồi bắt đầu chừng không hơ than nữa là đưa hơ lá trầu á cho nó thơm tho. Sao cứ nó hẹn miếng than tàn hoài mà nó giận lên nổi mà bưng đỡ than qua mà đổ ập luôn bớ cái ô than luôn. Nên nói ủa sao vậy má, má bưng sải tay. Chứ mà đúng ra giận hơn giận luôn có gì. À hất luôn hả cô luôn. Hả biết là má đang đúng nóng em không đang giận mình đúng không, giận cá chém hết á. Nhưng mà con hỏi gì vậy? Chắc nó đổ dễ thương á, má này là chịu đựng lắm á. Con thấy chị chồng con không nằm là có máy lạnh máy đồ chứ mà không cho bật máy lạnh, trời nóng là bật cái quạt nhỏ nhỏ thôi. Nói bữa trước nó bật cái quạt, nói bữa sau nó bật hai cái, sau nữa thêm máy lạnh luôn. Thôi bây giờ nói gì nữa. Khỏi nói luôn thôi, khỏi nói luôn. Hôm nay thì mẹ chồng có mong muốn con dâu thay đổi điều gì không? Giờ là má mong muốn như con như ở nhà là nhiều điều má cần muốn nói với con. Mình đứng lên, mình đứng đối diện nhau mình nói luôn cho nó tình cảm nào. Muốn con dâu cái gì? Má mong con á, tự vì con của má thì nói chung nó rất khôn khéo mà nó nói rất nhỏ nhẹ. Chuyện lớn cũng thành nhỏ. Má mong con á là chuyện sao chuyện nhỏ thành nhỏ đã đành rồi, chuyện lớn nó càng nhỏ nữa là nó càng hay nữa, càng đẹp cho gia đình mình. Tại con hứa với má là con sẽ kìm cái tính nóng của con lại. Thì con rất là nóng. Chuyện nhỏ mà la lớn quá hả? Chuyện nhỏ la lớn. Dạ, la hàng xóm nghe luôn ha. Đúng. Rồi chúc cho gia đình mình mãi mãi hạnh phúc như thế. Chúc gia đình là bình an, hạnh phúc và thành công nha. Dạ. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Cảm ơn chương trình. Dạ. Chương trình cũng còn phần quà dành tặng cho cô. Đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alabio, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Sản phẩm được nhập khẩu từ Nhật Bản. Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Và sản phẩm dành cho cả gia đình mình đó là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ, cái tuần này dùm em. Bà con nha, mỗi câu chuyện đều có một cái góc khuất của nó, một câu chuyện đều có tính chất dễ thương của nó. Và câu chuyện ngày hôm nay cũng là có nhiều gia đình sẽ thấy mình ở trong đó quý vị ha. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Nếu muốn xem lại chúng ta hãy vào kênh MC Media và nhấn subscribe hoặc là cổng thông tin Lớp TV để xem Mẹ Chồng Nàng Dâu. Và bây giờ sẽ đến phần bốc thăm trúng thưởng dành cho khán giả tại trường quay. Con số may mắn là số 50. Rồi 50. Yeah. 50 mà ngồi ngơ ngác quá trời luôn. Quà tặng là một nồi cơm điện Akino trị giá 350.000 đồng. Xin cảm ơn chị. Dạ. Yeah. Rồi, chúc mừng nha. Thưa quý vị, khán giả xem truyền hình cũng có cơ hội nhận được một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.650.000 đồng của thương hiệu Akino khi trả lời đúng thông qua câu hỏi của trang fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu. Xin cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alabio đã đồng hành cùng chương trình.
Mẹ chồng nàng dâu xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Trải qua hơn một năm phát sóng, chương trình Mẹ chồng nàng dâu đã có rất nhiều câu chuyện được chia sẻ, giúp gắn kết mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Con pha nước cam cho nó uống được rồi, con nghiến đi, kệ nó. Bây giờ mà nói là em thương ba chồng hơn ba ruột. Hãy đến với chương trình Mẹ chồng nàng dâu cùng hai MC Quyền Linh và Lê Lộc. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ chồng nàng dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Lễ Tết hay là dịp gì quan trọng á, đối với gia đình á, thì em vẫn phải có tí gọi là nhớ về quê hương gì chẳng hạn. Ba mẹ, ông bà mình là người Ấn. Dạ, mẹ với ông ngoại là người Ấn luôn. Người Ấn luôn. Dạ. Bữa đầu tiên con dậy sớm lắm luôn, 6 giờ con dậy mà cái mẹ cũng dậy trước con nữa. Cái hôm sau con dậy 5 giờ, mẹ dậy trước 4 giờ luôn. Chứ là sau này con ngủ không dậy luôn.